top đám tàn lớn và hành tráng nhất của các ông trùm xã hội đen trên toàn thế giới, là những ông trùm có máu mặt bậc nhất trong giới giang hồ vì được đàn em kính nể. Cho nên khi mất đi, đám tang thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen cũng được làm hết sức xa hoa, có 102 cả về độ hoành tráng, với số người tham dự lên đến hàng nghìn người trong thế giới ngầm, khiến cho người xem kinh hồn bạc vía. Nào, theo chân táo bí ẩn sẽ cho bạn xem đám ma của các thế lực ngầm khủng đến thế nào nhé. Một, Li Chao Huxun. Bạn đã nghe tới đám tang nào mà có đến 108 chiếc limousine chưa? Đó chính là lễ tang theo nghi thức Phật giáo cho Li Chao Huxun, chết do ung thư gan ở tuổi 73, thu hút đến hơn 20.000 người tham dự. Dẫn đầu đoàn đưa ta là một loạt xe limousine màu đen gồm 108 chiếc, tượng trưng cho một con số thiêng liêng trong đạo Phật. Ngoài ra, ở lễ tang xuất hiện nhiều người mẫu chân dài cầm bản tên đại diện các công ty lớn. Góp mặt trong buổi lễ cực khủng này còn có những gương mặt quyền lực của giới chính trị, thị trưởng Đại Trung Jason Hu, từ là quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của Đài Loan, chủ tịch cơ quan lập pháp Quang Trinh Tiên, một thành viên cao cấp của Quốc dân đảng cầm quyền và chính trị gia khác của đảng đối lập Dùng Tiến. Li Chao Huxun đại diện cho một kỷ nguyên đã qua và lễ tang của ông minh chứng cho lịch sử lâu đời của mối quan hệ bền chặt giữa các chính trị gia và giới xã hội đen ở Đài Loan. Ông Trùm Li được xem là một trong những nhân vật đáng kính nhất trong giới mafia. 2. Vittorio Casamonica. Lễ tang được tiến hành ở một nhà thờ của Rome, hoành tráng đến độ Bộ trưởng Nội vụ Ý phải nhờ người can thiệp. Quan tài Casamonica được chở trên một cỗ xe cạnh chỗ tinh xảo, hào nhoáng và được đưa về nhà thờ làm lễ trong tiếng nhạc của bố già. Phía trước chiếc xe có gắn một bức tượng bản thân của chính bố già Rome, trên đầu đội một vương miện theo đúng kiểu của một hoàng đế La Mã xưa. Khi quan tài của Casamonica được đưa ra khỏi nhà thờ để lên một chiếc Rolls Royce sang chảnh, hàng triệu cánh hoa hồng được thả xuống từ một máy bay trực thăng siêu to khổng lồ bên phía trên. Rất nhiều biểu ngữ như ngài đã chinh phục Rome, bây giờ ngài sẽ chinh phục thiên đường, và Vittorio Casamonica, vua của Rome, được gắn khắp nhà thờ, và rất nhiều người đã khóc khi chiếc xe chở quan tài của Casamonica dừng lại. Casamonica đứng đầu một băng đảng cùng tên hoạt động ở phía tây nam thành Rome. Cơ quan công tố từng cáo buộc hắn nhiều tội danh, bao gồm buôn lậu ma túy và cho vay nặng lãi. Đúng là không chơi lớn đời không nể. Đám tang của ông trùm mafia Ý có khác đúng không các bạn? 3. Trần Khải Lễ. Là bố già của Trúc Liên Bang, băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Đài Loan, nên đám tang của Trần Khải Lễ được tổ chức hoành tráng, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Giới giang hồ muốn thông qua tang lễ của Trần Khải Lễ để khuếch trương thành thế của Trúc Liên Bang và dàn mặt những băng đảng khác. Được biết, chi phí tang lễ của Trần Khải Lễ hết 20 triệu đài tệ, 17 tỷ đồng, đắt nhất và hoành tráng nhất trong giới xã hội đen Đài Loan từ trước đến nay. Góp mặt trong tang lễ lịch sử là hàng loạt gương mặt có tiếng tăm, từ Tĩnh Lương, chủ tịch Dân Tiến Đảng và Ngô Giao Nghĩa, thị trưởng thành phố Cao Hùng, 40 quan chức của Quốc dân đảng, Dân Tiến Đảng, cùng hơn 1.000 vòng hoa, bức tướng của đại diện các huyện, thị, thành phố. Thậm chí, vua ma túy Kunsa và băng đảng Yakuza cũng gửi vòng hoa tới viếng. Ngoài ra, cảnh sát Đài Loan đã huy động gần 1.000 nhân viên để giám sát, bảo vệ cho tang lễ của Trần Khải Lễ. Được biết, trưởng và phó các phân đà của Trúc Liên Bang cùng đại diện của những băng đảng khác ở Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản đều có mặt trong tang lễ của Trần Khải Lễ. Trúc Liên Bang có quan hệ trực tiếp với các băng nhóm tội phạm nổi tiếng như Hội Tam Hoàng, Yakuza của Nhật Bản, đồng thời có chân rết ở Mỹ, châu Âu, Australia. Thành thế của Trúc Liên Bang ngày càng mở rộng sau khi Trần Khải Lễ làm ban chủ, với số thành viên lên tới hơn 100.000 người, nghe tới đầu nổi da gà tới đó. Đúng là người ở đẳng cấp khác nên tang lễ trầm trộ cũng dễ hiểu thôi. 4. Xu Hai Chinh. Xu Hai Chinh là nhân vật có tiếng nói trong thế giới ngầm ở không chỉ Đài Loan mà còn cả ở châu Á. Việc đám tang của ông trùm này thu hút đến 10.000 thành viên trong thế giới ngầm đến dự đến giờ và được nhiều người nhắc đến. Ngoài các thành viên của 4 nhóm tội phạm lớn nhất Đài Loan, tang lễ Xu Hai Chinh còn có sự hiện diện của đại diện nhiều băng nhóm tam hoàng khác ở Macau và Đài Loan, cũng như thành viên của băng Yamaguchi Gumi, một trong những nhóm Yakuza chính ở Nhật Bản. Khi được hỏi, một trong những thành viên trong thế giới ngầm Nhật Bản dự lễ tang cho biết họ muốn thể hiện sự kính trọng với Hutu, đồng thời cũng để thể hiện tình cảm thân thiết với thế giới ngầm Đài Loan. Đám tang bao gồm một lễ diễu hành kéo dài, trong đó có thành viên trong các băng đảng thuộc thế giới ngầm, tất cả đều mặc đồ đen, chia thành ba khối để được trò cốt của Hutu đi suốt 10 km từ Đài Bắc tới một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố này. Cuộc diễu hành lớn đến mức đã khiến giao thông ở Đài Bắc rơi vào tình trạng tê liệt. Kể từ đó là việc kỳ thi vào trung học của 50.000 học sinh ở Đài Loan đã buộc phải hủy bỏ vì các học sinh không thể đến được điểm thi vì tắc đường. Trong số những người đến dự đám tang, còn có người đứng đầu hội đồng thành phố Đài Bắc lúc bấy giờ, Wu Bichu. Ngoài ra, nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới giải trí cũng đến dự lễ tang. 5.
Cantanti, ngày 14 tháng 5 năm 2007, đường phố Australia được một phen ngơ ngác và bất ngờ với đội chơi gồm của băng đảng Bandidos. Đám tang Cantanti, thành viên 32 tuổi của băng đảng Bandidos, diễn ra tại thành phố Sydney, Australia, với sự tham gia của khoảng 400 người, bao gồm 160 quái xế. Cụ thể, Cantanti thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Tang lễ của hắn diễn ra với mức độ an ninh tương đương với một cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ. Theo báo giới Úc, chính quyền thành phố đã huy động khoảng 300 cảnh sát canh chừng trong suốt thời gian đám tang diễn ra nhằm đảm bảo đụng độ giữa các băng xã hội đen không xảy ra. Đám tang có vài trăm tay lái lụa để tưởng nhớ người bị tai nạn giao thông. Amazing, good job cho idea này của Bandidos. Dung Hà. Đến nay, người dân ở thành phố Cảng vẫn cho rằng đám tang của bà trùm này là có 102 trong lịch sử thế giới ngầm ở Việt Nam với cả mức độ hoành tráng lẫn số người tham dự. Không một đàn anh đàn chị giang hồ có máu mặt nào ở miền Bắc vắng mặt trong đám tang đó. Minh Sức chứng tỏ mình là một đàn anh đích thực khi thuê hẳn một chiếc máy bay chở xác Dung Hà về Hải Phòng. Tại sân bay Cát Bi, tất cả đàn em của bà trùm đều có mặt để đón linh cữu bọc quan tài kén của chị cả. Rất nhiều nhà sư, thầy cúng được mời đến để cầu siêu cho Dung Hà. Dọc con phố Trạng Trình và nơi tổ chức đám tang tại nhà Dung, cánh đàn em đứng thành hai hàng dọc, mặc đồng phục đen. Đệ tử, người quen đến đưa tang cửa hàng mới hàng, kéo dài từ phố Trạng Trình tới tận nhà hát lớn, khoảng 2 km. Người đến đưa tang, ai nấy đều trong trang phục vest đen, tay hoa hồng trắng ở ngực áo, mắt đều kính đen, đi trên ô tô cũng màu đen, chỉ vòng hoa là trắng. David Byrne. David Byrne, 34 tuổi, thiệt mạng trong cuộc đọ súng giữa hai gia đình phạm tội khét tiếng nhất Ireland là Kina Hà và Hutch. Trong tang lễ của David, đã có hơn 1.000 người xếp hàng dài trên phố trước nhà thờ Mira. Dẫn đầu hàng đưa tang là 40 người đàn ông mặc vest đen, sơ mi đen, khoác cà vạt xanh. Cửa hàng trên tuyến phố đưa tang đều phải đóng cửa. Gần 100 chiến sĩ cảnh sát được huy động để bảo vệ đám tang. Chính chiếc Mercedes hạng sang được dùng để chở người thân, bạn bè của ông Trùm và một chiếc BMW kích hoa xanh chở chân dung của Byrne. Bên cạnh đó, còn có một đoàn xe ngựa chở hoa dọc các tuyến phố, rồi hướng về nhà thờ. Nhưng team đi vào hết là có thật đó quý vị, nhìn hàng vệ sĩ All Black ngầu lòi đúng như trên phim luôn. Các bạn thấy người ta lễ nào, có xa hoa phù phiếm không, hay chỉ để phù trợ sức mạnh của các thế lực ngầm? Hãy comment bên dưới nhé, đừng quên tặng chúng mình một like và một subscribe nhé. Các bạn hy vọng mọi người đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại!